Who much did one teacher? A friend from Iran gave me. Oh, thank you very much. Cô giáo cho nè. Nhâm. Mời cả nhà. Nó cứng mà nghe chứ. Chú nghĩ ra hả? Maybe do you want some? Like? Do you like? Good. Very sweet. Hello, xin chào cả nhà. Cô giáo đưa bài cho Mộc nè. Học rồi hỏi mấy cái câu hỏi. Coi có đứa nào thông minh không nghe. Hello, mình Nam lo thì cầm cù lo. Hello, anh chị. Hello, anh Minh. Hello. Bạn đâu đi nha. Okay. Em chỉ yêu đây. Em chỉ yêu. Peach. 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 Hey, Jenny. Hello, Jenny. Come here, come here. Nice. Yeah. Hello. 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 Jenny can you tell the your husband can I hey, say thank you for him always look at the my channel. Yeah, say thank you. Oh yeah. Thank you him. Okay, thank you very much. Thank you, Lan. Đó, bữa nay rồi I see you again. Yes. Yeah, okay, bye bye Jenny. Okay, bye. Em luôn đi. Hello, this one my teacher. Sorry. Yes, in the my school, she help me too much. Some she help me learn the English. Some I not speak English very well. So I don't know how I write. So always wrong. She's trying very hard. Yeah. Some I all I don't remember too much. And today I have the 2 year I work the my channel. $2,000. Yes, $2,000. I donation the Royal Melbourne Hospital. The Royal Melbourne Hospital. Yes, that's I very got. Kind. Yeah. A lot of money. Yeah. Some the bank, the Conway don't take me the money. How say it? For the bank yeah, check. Yeah, for free bank checks, don't take the money. Yeah. Yes. Because it's free. A donation. Yeah, yeah. I tell donation the people know. No in my account say no take the money for free. That's good. Yes. Good. Rồi bây giờ Lan chuyển cái số tiền này gửi lên cho Melbourne Royal Hospital. Nữa, nếu Lan có làm nữa thì tiền YouTube làm cái gì Lan sẽ nói. Next time I have the money, how I use the money I tell the people know. How I do my by sell some my donation. I ask the people. Okay. Yes. Good. Very kind. Yeah. Thank you. Thank you all the people look up to my channel. Thank you very good much. Job. Thank you, teacher. Good job. Thank you. Oh, yeah. Yeah, hello. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Yeah. Yeah. Làm thì sinh của trẻ rất là tốt. Đó. Rồi. Okay. Đây. Hello. Hello. Hai chị em Lan bây giờ tan học đi ra xe đặng đi về nha. Đi ra Preston hả? Lan thành thật cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ chương trình của Lan. Thì nãy Lan có đưa cho cô giáo coi là từ lúc Lan mở account cho tới ngày Lan lãnh được tiền thì chưa tới 2,000. Em Út thì cũng biết nè. Đó okay. Thì Lan bù thêm đâu mười mấy đồng thì Lan mua cái băng chết 2,000. Thì Lan gửi đi biếu tặng The Royal Melbourne Hospital là bệnh viện hoàng gia ở ngoài city với bà con ở ngoài Parkville. Đó. Thì nếu sau này Lan có làm được số tiền gì, Lan xài cho cái gì thì Lan sẽ nói cho bà con biết. Không, em rất thích cái công việc thiện. Nói Lan rất cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ coi chương trình của Lan. Lan thành thật cảm ơn. Đó thì nói chung làm vui lắm bà con, nhiều khi nói chuyện rồi mình rất là vui nghe, chứ để là những kỷ niệm mình làm cái gì vậy đó. Nó rất vui. Thôi Lan một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em bà con gần hay xa đã ủng hộ chương trình của Lan. Lan thành thật cảm ơn. Thôi Lan xin chào cả nhà. Hẹn lại clip sau. Bye bye bà con. Bye bye. Cái số tiền này là Lan làm được 3 năm nay thì được bao nhiêu đó bà con, thì sau 1 năm Lan mới được bật kiếm tiền nha. Đó thì Lan gửi tặng cho bệnh viện hoàng gia ở ngoài city, The Royal Melbourne Hospital đây nè bà con, ta để tên nè bà con thấy không đây.
Để Lan quay gần cho bà con coi nha. Đó, The Royal, chết rồi tai sao gung vậy. The Royal Melbourne Hospital. Ôi trời ơi, tài sáng gung gì đó bà con ơi, Lan bị xỉn nó gung gì đó. Ở nhà băng người ta cũng có lực nha. Mình mua băng chết mà mình tặng, mình donation đó, mình hiến tặng cho một cái trung tâm hay là bệnh viện cái nào đó thì người ta không có lấy tiền băng chết nha bà con. Chứ thường thường mình mua băng chết mình trả cho người nào ở đâu đó, thì người ta phải lấy thường thường lúc trước thì 15 nha, nói bây giờ hình như khoảng 25 đô hay gì đó, Lan cũng không rõ nha. Cái này là hộp phi nha, người ta không lấy tiền nha. Đó, mình người ta chỉ lấy mình đúng 2.000 đồng thôi. Đó, không có lấy tiền bà băng chết. Lấy tiền mà mình mua cái băng chết là tụi nhà băng không có lấy nha, mấy người nhà băng không có lấy. Ngân hàng không có lấy tiền đó. Đây, bây giờ Lan mua cái tem rồi nha bà con. Đây, Lan mua tem rồi nè. Đó, rồi Lan ghi lên địa chỉ nha. Lan tặng cho The Royal Melbourne Hospital là bệnh viện hoàng gia của Melbourne. Thì nó ở phát biểu ngoài city đó bà con. Thì chắc anh chị em nào ở Melbourne thì chắc cũng biết bệnh viện này mà. Bữa nay mưa lớn quá nên Lan sợ bỏ bao thơ á, rồi nó bị ướt cái chết nè. Cho nên Lan lấy cái da đột bọc có Lan bao cái chết lại rồi, đặng cho thấm nước thì nó cũng đừng có bị hư cái chết đó. Rồi bây giờ Lan bỏ vô bao thơ, Lan rỡi đi. Ở ngoài trời mưa lớn lắm bà con ơi, mưa tới không có thấy gì luôn nữa nè. Mưa rất lớn nha, đó, mưa lớn lắm. Quá mưa hình như 3-4 bữa rồi. Mưa kỳ này không biết sao vài bữa nó meo mình khắp đây. Rồi bây giờ Lan bỏ cái chết vô, mình đem đi bỏ thùng thơ cho nó người ta đưa tới chỗ. Thôi Lan cúp máy, Lan bỏ cái chết vô nha. Lan lái xe lại tới chỗ cái thùng thơ nha bà con. Nếu đi bộ thì khoảng không tới 5 phút đâu, mà nhưng trời mưa nên Lan lái xe nha. Mà nhưng nãy giờ cũng bớt mưa rồi đó, Lan mới lái xe lại. Bây giờ để Lan đem cái bao thơ mà cái chết đó Lan gửi đi nha. Chứ Lan bỏ vô thùng thơ. Cái thùng thơ này thì hình như là mỗi buổi chiều hoặc buổi mơ gì đó, sáng mơ gì ta tới ta lấy nha. Tại ở đây mình đi ra kia ngoài city cũng có khoảng 10 cây số nên cũng nhanh lắm. Rồi Lan bỏ vô nha. Đó, xong rồi. Rồi bây giờ đi về. Ôi mưa lớn lắm bà con ơi. Thôi Lan đi về. Rồi nãy giờ Lan lái xe về tới nhà rồi. Thật ra lái xe chừng 1-2 phút mà bà con sát bên à, đi bộ hoài à. Nhưng mà tại trời mưa nhiều quá, mưa đi bộ bệnh, về bệnh. Đó thì thôi Lan đã hoàn tất rồi, rỡi thơ đi rồi á. Thì Lan nghĩ trễ nhất là thứ hai ta cũng nhận à. Thường thường bữa nay là trưa thứ năm. Nếu mà sớm thì là có thể trưa thứ sáu ta nhận. Mà nếu mà trễ thì thứ hai ta cũng nhận được à. Thôi tới đây Lan xin nói lời kết thúc phim. Lan thành thật cảm ơn tất cả bà con, anh chị em, cô bác và các cháu bỏ thì giờ coi video của Lan nha. Thì cái số tiền đó Lan làm 2 năm đó thì được chỉ có nhiêu thôi. Hồi nãy Lan cũng có đưa, giống như là cái tấm Lan thì có sao Lan đưa cho cô giao coi số băng đổ trên này, chứ không phải ấy đâu. Nó là có trình bày cho cô giáo coi, cho nên cô giáo có nhiều cô giáo nó để tao quay phim với mày. Cái cô giáo hồi nãy Lan mới quay phim, tại vì ở đây mình muốn quay phim với ai thì mình phải hỏi ý kiến người ta coi người ta có đồng ý không. Cô giáo rất là vui vẻ để quay phim với Lan đó. Với mà cái chuyện Lan làm giống như hồi xưa tới giờ tất cả những gì Lan làm từ thiện á, là lúc nào anh Liêm cũng luôn ủng hộ Lan nha. Không bao giờ mà anh Liêm ảnh khiếu nại là tại sao em làm từ thiện, lấy tiền làm từ thiện này kia, anh Liêm không có làm, không có nói. Đó, hồi xưa tới giờ Lan làm rất nhiều từ thiện chứ không phải mới lần đầu. Mà lần đầu tiên là cái tiền của chính cái đài YouTube của Lan, nên Lan rất mừng. Hồi sáng nói chuyện tự nhiên nó giống như nó nghẹn mình nói không được vậy đó. Đó chứ hồi xưa giờ thì chắc anh chị em bà con mà biết Lan lâu rồi thì biết Lan làm từ thiện rất nhiều chứ không phải là mới lần đầu tiên. Đó mà tự nhiên mình nói tới
cái chương trình của mình làm với kia, tự nhiên sao Lan không biết sao xúc động lên, cũng như cũng thấy đó, thấy tội nghiệp nhiều khi mấy bà con cũng ủng hộ Lan, Lan cũng rất vui, nên không biết sao tự động cái từ cái tấm lòng mình nó giống như nó xúc động vậy đó. Đó, thôi là một lần nữa Lan xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Lan suốt thời gian qua. Thành thật cảm ơn. Lan xin chào cả nhà. Bye bye bà con, hẹn lại biết sao. Bye bye.